Xin chào cả nhà ha. Thì thời điểm này là đầu tháng 7 âm lịch ha cả nhà. Thì tất cả nhà nhà người người đều chuẩn bị kích nụ ha. Thì anh em miền Bắc nhớ là nhớ mùa này là kích nụ nha. Còn mà miền Trung thì rằm tháng 7, còn mà anh em miền Nam thì cuối tháng 7 đầu tháng 8 ha. Thì anh em nào mà chưa có bộ tàn lá thì vẫn duy trì cái phân bộ bung giọt nha, đọt bắn ra. Còn mà ở dưới đất thì vẫn duy trì cái cano rễ mọc chồi tưới 7.000 lần. Lá non chuyển màu xanh lá mạ thì phun bộ về lá xanh lá thì nó có màu đen đen rồi cả nhà, nó bám vô nha. Thì sau phun sau 2 ngày nó sẽ có triệu chứng ha, nó lá nó cứng lại từ từ và nó hiển thị lên cái màn hình luôn là cái lá sẽ đẹp ha. Thì cô bác anh chị sẽ thấy ha, là cây của mình từ từ nó chuyển qua cái màu lá đẹp. Cây nào cũng vậy hết chứ không phải cây đó đâu. Nó hiển thị lên từ từ cái lá non chuyển màu xanh lá mạ, nó phun lên mình phun lên là nó đẹp lên liền. Đây cây mai ghép ha, ghép nhỏ không đó, cây mai là mai lớn luôn nè. Thì cái lá nó sẽ hấp thụ vô, nó sẽ xanh lên, nó cứng lá lên, nó xanh lên, nó dày lá lên, nó bóng lá luôn. Và cái bộ mà cái bộ đó nó nằm ở đây nè, còn luôn nè. Đây mập cây mập gốc xanh lá đây, cộng với cái chai này, cộng với cái gói này, gói này là gói titan, thì cô bác anh chị nào xài nào biết liền. Gói titan là cái gói hình này nè, có chữ titan thôi chứ không gì hết. Còn kích rễ đây nè, rất chính. Tiêu Z anh biên chai bùng đọt sâu đây, sâu phun vô cái cây phôi luôn nè, phun vô cây phôi lá dậy lên nè. Thì đối với những cái cây phôi thì cô bác anh chị cứ phun nước lên tàn vào buổi trưa ha, hạn chế tưới nước vô gốc. Còn cô bác anh chị cưng nữa thì căng cái lưới lan ra che rồi xong ha. Đừng tưới nước là được rồi, cứ 10 ngày tưới loãng cái kích rễ vô là cho nó ăn. Tại cái rễ nền nhỏ đứt rễ hết ráo rồi, cái cây bự như vậy mà cắt có rễ chút con chút là nè, đó là chuẩn bị nó hấp thụ vô xanh nè. Lá non chuyển màu xanh lá mạ phun vô ha. Nè ở đây nguyên vàng cái cây này lá non không à. Phun vô nó về bữa nó dày lên cho anh em xem ha. Đây cũng vậy ha, đây cũng vậy luôn. Đây cái này cũng vậy luôn ha. Phun vô về bữa nó xanh giống cái lá cũ à. Nè này lá mới nè, phun vô về bữa nó thành lá cũ liền. Là nó dày lên, nó xanh lên. Nói chung cây mai năm cánh là phun vô là y chang luôn. Nè phun vô nè, lá giờ bữa nó xanh đen lên liền. Nói chung cây nào cũng như cây nấy ha cả nhà, chứ không phải là cây này ấy, còn cái mấy cây kia không khác là nè, xanh mọc màu xanh nè, mọc màu xanh đen. Phun vô là nó xanh lên từ từ tưới cây rễ mọc chồi dưới cộng với một ít rong biển titan nữa, atonit vô. Thì bắt buộc nó phải ăn, vừa ăn trên vừa ăn dưới là cây của mình sẽ đẹp. Và khi mà pha chung như vậy thì cứ tăng liều ha, tăng liều thì tăng nước lên. Cô bác anh chị đừng có mà giảm nước ha. Cái cây của mình nó không cần mà ăn đậm đặc đâu, nó càng loãng thì nó càng ăn, còn mà mình càng đậm đặc thì nó cây nó đi luôn á, nó đai luôn á. Nè có cô bác anh chị nè, phun vô nè, lá non ha, phun vô có màu đen nè, vài bữa cô bác anh chị sẽ thấy cái màu nó đẹp ha. Đó cây nào như cây này hết ha. Thôi xin chào cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ ha, cả nhà xem chia sẻ bấm một like. Thì chúc cả nhà buổi sáng hừng đông vui vẻ ha, đầu tháng 7 rồi cả nhà.